bị nặng lắm, bị nâu luôn. Nó thấy cả mặt này, đây tự nặng này. Tự nặng này, là uống thuốc từ đợt này nọ, giờ nó đỡ đi nhiều rồi, giờ nó lại lên. Cái này bây giờ phải điều trị đi, em nhé. Nói chung là cũng thấy ổn định. Ổn định rồi đấy nhỉ. Đây nó cũng chẳng có cái gì nữa cả, tốt hơn nhiều rồi. Ok, da em nhìn nó cũng mịn hẳn lên đấy nhỉ. Mịn và sáng hẳn lên đúng không? Tuyệt vời đấy. Về nhà cũng phải hạn chế được cái nóng với dầu mỡ nhé. Từ trước anh nhớ em là có mấy cái mụn to lắm rồi đấy. Đúng không? Đây có một cái mụn to, đây có một cái mụn to này. Bây giờ chảo cái sẹo này đúng không? Em thấy có sẹo ở chỗ mụn không? Có thi thoảng nó có nhưng mà nó đỡ. Là sẹo cũ. Hôm trước con mắt đây chỗ này to đùng nên làm gì có sẹo đâu. Đúng không? Ok rồi, tốt rồi. Bị nặng lắm, bị nâu luôn. Nó thấy cả mặt này, đây tự nặng này. Là uống thuốc từ đợt này nọ giờ nó đỡ đi nhiều rồi, giờ lại lên. Cái này bây giờ phải điều trị đi, em nhé. Nóng với dầu mỡ nhá. Từ trước anh nhớ em là có mấy cái mụn to lắm rồi đấy. Đúng không? Đây có một cái mụn to, đây có một cái mụn to này. Bây giờ chảo cái sẹo này đúng không? Em thấy có sẹo ở chỗ mụn không? Có thi thoảng nó có nhưng mà nó đỡ. Là sẹo cũ. Hôm trước con mà mắt đây trong này to đùng nên làm gì có sẹo đâu. Đúng không? Ok rồi, tốt rồi.